Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 17 đồng token Rindex. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng vốn phát hành có 17 triệu thôi. Và đã có 278 tài khoản holder đã phát sinh 609 lượt giao dịch nhá. Rồi ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt Alex của các bạn nha. Sau đó các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, tìm tới bước 2, truy cập vào link rút gọn đây là cái link truy cập vào link website chính để nhận token nhé. Đó, yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Rồi thì các bạn nhấp vào phần này giúp mình nha, yêu cầu ngay bây giờ hoặc làm nha, làm nào. Còn một số thông tin về website, cái này là nền tảng LTF nhé. Các bạn có game chuyên về game, chương trình Underdog đã kết thúc vào 61 ngày nữa. Bạn có thể bỏ con số 4 đỏ ra là 0.05 BLB mua cái đồng token này. Là nền tảng LTF bây giờ rất là nổi tiếng nha, nên các bạn có thể bỏ con số 4 đỏ ra mua, nên mua để hold luôn nha. Rồi các bạn cần làm, các bạn nhấp vào phần này giúp mình. Nó kéo xuống phần phía dưới này, các bạn nhấp claim nhé. Phí gas là 0.000606 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý. Rồi, các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 17 đồng token Rindex. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.